Rất đạt thiệt. Hồi đó giờ tôi nông dân thì tôi cũng sưu tầm nhiều kỹ thuật lắm, nhưng mà mình áp dụng nó không có thành công bằng của Nokia làm. Vườn chanh tôi rất là thành công. Chào Vân, chào mừng tất cả quý con trở lại kênh YouTube cùng Nô ra vườn quý con ha. Đó thì ngày hôm nay thì đi vào thăm vườn chanh đó quý vị con. Đây, quý con thấy ha, chanh ha. Cái này cũng mình cũng sắp sửa thu hoạch rồi quý bà con. Mình thu hoạch vào tháng 2 mới gộ ha. Nói chung tháng giêng thì mình cũng có khoảng 20 tháng giêng thì mình cũng có thu hoạch một mớ ha. Nói chung là tháng 2 mình mới thu hoạch gộ. Đó. Thì cái vườn này thì Kia cũng chia sẻ rất là nhiều cái video rồi. Đó thì bà con có nhận dạng ra cái vườn nào không ha? Đó, trái nè. Quá tuyệt vời luôn. Quá ok luôn. Tuyệt vời luôn quý con ha. Đây. Phần này Chanh nè. xịt thuốc cái À, quý con nè, muốn dược luôn ha. này Thôi tao xem cái ha. Trái bữa nay thấy bự không? thấy ghê không Quá dữ ha. Đây nè mình quý tới con. gặp gặp nè ấm mà bởi coi hôm nay ghé vườn đó rồi hả Anh nóng em mới ghé nãy nè, em mới chạy qua đây vườn nè. mình ngon mà của tôi á Đó, tuyệt vời luôn nè anh ha. tuyệt vời Đó, nè. Rộ kìa ơi Dạ. nè, cái này ra xuống đây hái nè quá dữ kìa đúng rồi ghê luôn nó đậu nó kìa cái xử lý sao rồi mình xử lý sao cái được gọi cái tầng trên á ra quá dữ. Cái tầng trên ra dưỡng hơn cái tầng vừa cái tầng dưới ông nó ra đủ nóng rảnh luôn gà dữ ha gà dữ thiệt ngô dữ hơn cái giờ nó sổ vậy dưới. Nó chỉ còn tầm khoảng cỡ 10% thôi đó 10% thôi đó, thì nó đã hoàn chỉnh còn còn lại là nó đã sổ nhị hết xong hết hết rồi luôn hôm cho mình cho giải phân đó của Đức ha diệt Đức dạ đây nè quý con 3, thấy nè 6, 10, đây cái này là cái tốp chanh trước thôi quý con chúng ta xử lý vào gầm tháng 7 nè đó gầm tháng 7 nè mới cho anh phun thuốc hôm qua nè mình dưỡng trái nè đó mình tẩy trái nè tẩy da lưu da cám nè đó quý con thấy ha đó quá dữ luôn cái này thì chắc có lẽ là khoảng tầm 20 tháng giêng thì mình đã có thu hoạch một mớ rồi ha thì tiếp tục thì mình cứ bón phân thôi đó quý con thấy trái nè tuyệt vời ha đó trái nè đó cho con thấy nè đó trái nè quý con đó bên đây nữa nè đó nè đó quá dữ đây nữa nồi con nè đó cái tầng dưới thì trái vậy rồi nhưng mà còn tầng trên thì còn dữ nữa đó rồi mình đi lên đây nữa hai bà con ha đó con thấy trái nè đó trái nó rất là bóng luôn nè nhưng mà trái này vẫn còn lớn nè đó. Rất là bóng luôn đúng rồi dạ thì cái này ông anh ông mới gãy phân hôm qua đây. Công nhận làm rất đạt thiệt hồi đó giờ tôi nông dân thì tôi cũng sưu tầm nhiều kỹ thuật lắm nhưng mà mình áp dụng nó không có thành công bằng của Nokia làm vườn chanh tôi rất là thành công ổng thiệt ngon đó con thấy ha trái nè cũng có một số trái nó chín rồi mà số lượng ít thôi mình tầm tầm khoảng 20 mà thu hoạch thì chúng luôn mà đây ông làm trái mà mình bóng làm dàn trái trên cũng vẫn trái dưới có trái không hư không hư rất hay khen ông cái đó, đó. Bởi vậy bởi vì mình là thịt là trái không hư bởi vì mình là ồ cái nhánh này anh làm như qua sầu rẫy rồi đúng đó đúng có đúng mít đúng đúng mấy cái mít chi hôm bữa nữa nha đúng mấy cái mít hôm bữa nè quý con nè trái nè nó thấy ngon quá thôi mình diệt để đúng rồi đi tạo một cái điều kiện mà về cho cái ánh nắng đó quý con thấy nè đây đó để che phủ cái dàn chanh mình hư công sức mình trái này mẹ đã đưa áp dụng cho mình làm quá thành công trái này mẹ bẻ ra không được trái này mẹ bẻ ra cái bỏ vô tụng cái nữa xanh dần luôn xanh dần luôn đây là quý con nè bóng tròn nữa bóng tròn nè đẹp nè cực kỳ đẹp luôn nè mấy năm trước tôi làm nó có nó ngu ngu dạ thì về cái quá trình mà chúng ta cái dinh dưỡng mình bón á quý vị con mình cung cấp dinh dưỡng á thì phải nói là nó cực kỳ nó quan trọng nha khi mà nó cháy lúc mà còn nhỏ cái trái nó còn nhỏ thì mình sử dụng cái loại phân cho nó phù hợp theo quý vị con ha để con ghi mẹ trái nhỏ mình sử dụng những cái loại phân mà gọi là nó chưa phù hợp ở từng theo cái giai đoạn mà sinh trưởng và phát triển của trái á thì nó ảnh hưởng tới cái sự lớn của trái cho nên là quý bà con cũng lưu ý cho kia
vấn đề này ha. Đó thì trên màn hình thì Kia cũng có để lại ha, hai số điện thoại. À, điều kiện cần thiết thì quý con hãy gọi điện thoại trực tiếp cho Kia. À, thì Kia cũng tư vấn chia sẻ hoàn toàn miễn phí với tất cả quý con nha. À, thì để quý con áp dụng vào cái vườn của mình để cho nó đạt hiệu quả. Đó thì ngày hôm nay thì Kia vào thăm cái vườn của anh Hậu từ ở cái giai đoạn mà xử lý làm bông và giám sát theo từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển của trái. À, thì đến thời điểm này thì về cái tỷ lệ như thế này nè, rất là khả quan rồi nè quý con ha. Đó thì Kia cũng rất là vui mừng. Chống đây quý con nè, đó trái nó quặn hết rồi. Rồi cái cảm nghĩ của anh về cái thời điểm mà gần thu hoạch sắp tới này, anh nghĩ sao anh Hậu? Thì sắp tới này thu hoạch thì đạt đó, cái năng suất thì ở chung thì sẽ có rồi, nhưng mà về nhất là gì thì cái tỷ lệ trái theo cái sinh trưởng phát triển á, trái nó có lớn đều hoặc lớn đều, lớn đồng đều, trái ngon đẹp nữa, tròn. Hồi mấy năm trước tôi có làm nhưng mà trái nó độ nó không tròn không bóng bằng của Nokia làm ra. Chỉ kỹ thuật cho tôi xịt thuốc bón phân và làm trái thì nó rất đạt, trái tròn, thấy trái nó thay đổi khác, lớn nữa, ngon, trái chanh nó tròn. Thì bây giờ thì mình đi cái clip này ha. Thì tí xíu mình đi trái qua đều hết. Tôi mấy clip kia vườn tôi chia ra được 4 clip nhưng mà nó ra đều gan hết nha, chứ không phải cây nào con ấy nó đều hết gì đó. Là rất mừng nè với con nè. Tuyệt vời ha, quá dữ luôn. Nếu vợ con nào quan tâm thì kia có để lại ha hai số điện thoại trên màn hình. Thì quý con hãy gọi điện thoại trực tiếp cho Kia. Thì Kia cũng sắp xếp mọi thời gian ha, trên tiện đường công tác thì Kia cũng ghé tận vườn cho tất cả quý bà con để chia sẻ cái kỹ thuật cho nó cụ thể hơn, nó thiết thực hơn để cho quý bà con tại dễ hiểu ha. Cho nên thì cái vấn đề dạ điện thoại em đằng kia đây, quý con thấy ha, ngon lành nè, ok nè. Đó thì Kia cũng cảm ơn tất cả quý con ha, theo dõi video này của Kia. Thì Kia cũng hẹn quý con lại một video tiếp theo vào 18 giờ hàng ngày quý con nha.